Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trần Minh Quang. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái tính năng rất đặc biệt trong Corona 1.6 for 3ds Max 2017, đó là tính năng Live Meet rất là tuyệt vời. Thì tôi sẽ bật một cái file 3ds Max 2017 lên. Ở đây tôi dùng cái trình render là Corona 1.6. Tôi vào bảng render setup và tôi render. Thì các bạn sẽ quan sát ở đây thì có rất nhiều cái chức năng ở đây, mà trong cái phạm vi clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái tính năng Live Meet và cách làm cái Live Meet này như thế nào. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở những cái clip sau. Ở đây tôi sẽ giới thiệu về Live Meet, về cách hoạt động của nó. Như các bạn quan sát trên màn hình thì ở đây có một environment, nghĩa là cái môi trường phía sau. Thì ở đây nếu mà các bạn tắt nó đi thì coi như là các bạn đã tắt cái môi trường. Còn đây là cái đèn đường, thì những cái đèn đường, hai cái đèn đường mà tôi bố trí ở đây các bạn có thể là tắt đó. Đó, cùng với như thế thì những cái đèn khác, đèn tầng 1, tầng 2, đèn trần các bạn có thể tắt. Nếu mà tôi tắt tất cả thì hầu như ở đây thì còn cái trang trí của tôi ở đây là tôi làm cái vật liệu phát sáng thì nó còn tỏa cái ánh sáng ở đây thôi, còn cái công trình của mình hầu như thì nó đã bị tắt hết. Ở đây tôi sẽ bật lên cho các bạn quan sát. Đây là một cái tính năng rất là hay trong Corona. Thì các bạn quan sát cái environment, cái môi trường mà các bạn cảm thấy nó mình đang diễn họa cái buổi tối, mà nếu như các bạn cảm thấy cái môi trường này nó hơi sáng thì các bạn cứ giảm ở đây thôi. Từ số 5 ta có thể giảm xuống số 2 chẳng hạn. Thì các bạn quan sát cái môi trường bắt đầu tối dần. Chẳng hạn ở đây tôi giảm xuống 0.5. Đấy. Tôi có thể pha trộn nó với một cái màu khác. Chẳng hạn buổi tối đêm thì tôi sẽ chọn một cái màu tím 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 như thế này. Tôi sẽ chọn nó một màu tím như thế này. Ok. Thì các bạn nó sẽ bị môi trường ảnh hưởng lên một cái màu của môi trường nó hơi tím tím như thế này. Tôi thì tôi chọn cái màu xanh cho nó tiệp với cái màu HD RGB mà tôi dùng ở đây, và tôi có thể tôi tăng lên khoảng là 1.5. Ok. Còn đây là cái đèn đường, cái nguyên tắc hoạt động nó cũng giống như thế. Ở đây các bạn muốn sáng hơn thì các bạn phải tăng lên 5 chẳng hạn, rất là sáng. Và đây là cái màu của đèn đường, tôi chọn cái tông màu trắng vàng như thế này. Chẳng hạn các bạn muốn sáng trắng thì các bạn cứ kéo cái này lên thôi. Ok. À. Ở đây tôi giảm khoảng 3. Còn đây là cái đèn hắt. Cái đèn hắt hắt tường tại vị trí này. À, các bạn có chỉ chỉnh màu thì rất là đơn giản, các bạn cứ vô đây và chỉnh thôi. Và cường độ của nó các bạn cứ tăng ở đây chẳng hạn. Đó, tăng giảm tôi trượt cái thanh này lên, tăng giảm các bạn quan sát. Ok. À, tôi sẽ kéo xuống thế này. Tôi sẽ cho nó là 1.5 chẳng hạn. Tiếp tục, ta có thể là cái đèn tầng 2, cái nguyên lý hoạt động vẫn như thế. Các bạn có thể tắt, mở, chỉnh màu, chỉnh cường độ. Ví dụ ở đây tôi tăng 5 chẳng hạn. Rất là sáng. Ok. Thì tương tự cho những cái tầng còn lại chẳng hạn. Thì đây là một cái tính năng gọi là Live Meet trong Corona 1.6 for 3ds Max 2017 rất là tuyệt vời. Hy vọng với clip này các bạn sẽ hiểu hơn về một cái engine kết xuất ảnh rất là tuyệt vời, đó là Corona. Đây là một cái trình kết xuất ảnh cũng khá là tuyệt vời, không thua kém gì V-Ray. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo.